Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị sư cô, kính thưa đại chúng. Hôm nay chúng ta học Phật học phổ thông tiếp tục. Đó là bài Luật Hòa. Không biết học nhiều như vậy quý vị có nhớ kịp không ha? Không nhớ hả? Hả? Đừng cho thi hả? Để đi học làm gì? Hôm nay chúng ta học về luật hòa, tức là 6 cái điều hòa hợp mà Đức Phật đã dạy cho một cái hội chúng. Trong gia đình của chúng ta cũng vậy, sống với chồng, với vợ, với con, với anh chị em trong gia đình, nếu có được yếu tố hòa thuận đó thì rất là an lạc và hạnh phúc. Nếu không thì người này cãi người kia cãi người nọ, cãi qua cãi lại, cuối cùng sinh ra bất hòa. Mà sinh ra bất hòa đó thì vợ chồng không nhìn mặt nhau, con cái không nhìn mặt cha mẹ, anh em không nhìn mặt nhau, đúng không? Thế thì tất cả đều mang đến giá trị khổ đau ngay trong cái gia đình của mình. Và ngay trong chùa, trong một cái đạo tràng, trong một cộng đồng cũng y như vậy. Nếu mà không có sự hòa hợp thì tất cả đều mang đến giá trị của sự khổ đau hết. Còn nếu như nó hòa hợp thì nó an vui vô cùng. Các vị thấy không? Nếu mà giá trị hòa hợp này có mặt thì an vui vô cùng. Vậy thì làm sao để có thể hòa hợp được? Chúng ta hôm nay học bài này. Tai hại của cái sự bất hòa, đó là sự bất hòa làm cho cái ung độc trong cái cuộc sống của chúng ta đây, mà gây cái khổ đau cho mọi người trong gia đình. Anh chị em với nhau, tình cốt nhục nó sẽ phân ly, vợ chồng không hòa hợp thì gia nghiệp cũng chẳng thành, mà con cái nó cũng sẽ mang cái giá trị của sự khổ đau đó. Quốc gia mà không hòa hợp đó thì người lãnh đạo và dân nó sẽ không có đồng lòng để mà làm tất cả những cái việc lớn của quốc gia. Thế thì nhân loại mà không có bất hòa đó, nhân loại mà bất hòa đó thì chiến tranh sẽ xảy ra. Vâng vâng, nói chung là cần có sự hòa hợp để duy trì sự sống. Và trên căn bản cơ thể này mà bất hòa thì sao? Bệnh thói. Cho nên là ở ngoài ta đến ở bên trong. Nếu mà cơ thể bất hòa là bệnh, là đất nước gió lửa nó chống nhau, nó không hòa hợp sống chung với nhau thì mình cũng khó chịu nữa. Cho nên từ ở trong một cái cơ thể như thế này để suy ra tất cả những cái phía ngoài ta, từ cái nhỏ cho cái lớn, từ gia đình đến quốc gia xã hội, tất cả đều mang cái giá trị này và cần thiết của sự hòa hợp hết. Sự quan trọng của nhu hòa. Tất nhiên đây là đức tánh nhu hòa cần thiết cho cái đời sống tập thể. Ông bà mình nói nó là dĩ hòa vi quý ha, lấy cái hòa làm quý, bốn chữ giản dị đó nhưng có công dụng vô cùng là lợi ích. Dĩ hòa vi quý có nghĩa là sự hòa hợp, sự hòa hảo, dung hòa để mà là tốt đó. Chữ hòa này không có nghĩa là nhu nhược ha. Chúng ta dĩ hòa vi quý có nghĩa là lấy cái sự an vui, hòa bình làm tốt, làm đẹp. Chứ không phải là hòa hợp, đây có nghĩa là nhu nhược, cần phải chứng minh mình hơn người khác, cần phải chứng minh vợ hơn chồng, chồng hơn vợ, anh hơn em hơn anh, vân, không cần phải cái điều đó. Sách Nho thì dạy rằng thời thế thuận không bằng địa thế lợi thì không bằng nhân tâm hòa, có nghĩa là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng trong cái thiên thời, địa lợi và nhân hòa đó thì nhân hòa là cái căn bản nhất. Tại vì con người ta đang sống trong thân phận của nhân, chứ không có ở trong quốc độ hoặc là không ở trong thời gian. Cho nên là cái nhân hòa là thể hiện cái mối tương giao giữa con người với con người ngay tại đây bây giờ. Thế thì Đức Phật dạy phương pháp luật hòa này cho tất cả những người Phật tử của chúng ta, kể cả tăng lẫn tục, kể người xuất gia lẫn người tại gia. Luật hòa là 6 phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp, từ vật chất cho đến tinh thần, từ lời nói cho đến việc làm.
việc làm thế nào. Hòa ở đây là hòa với mục đích tiến tới sự cao đẹp, đến con đường giải thoát toàn thiện toàn mỹ, chứ không phải hòa một cách nhu nhược thụ động. Ai nói quấy thì cũng ừ, mà ai nói phải thì cũng gật. Hòa ở đây cũng không phải là phương tiện trong giai đoạn để mà rút ngắn thắng lợi về mình rồi lại chiến. Hòa ở đây nhằm mục đích là làm lợi cho tất cả, gây cái hạnh phúc cho tất cả. Trong ấy bóng dáng tự tha, bóng dáng tự và tha, không có so đo ta và người nữa. Thế thì cái hòa của trong nhà Phật nó có khác. Cái hòa ở đây không phải là chúng ta hoãn binh để mà bây giờ mình hòa rồi ngày mai mình gây dựng cơ nghiệp vững vàng rồi chúng ta chiến. Hòa ở đây không phải là một bước lùi để mà mình củng cố lực lượng. Ví dụ như bây giờ mình cãi nhau, cãi không được thì tha làm phước đó, hoặc là quýnh không được thì tha làm phước, không phải vậy. Nó là hôm nay mình yếu thế rồi, cho nên là thôi ta tạm thời ta hòa ha, chờ đợi cơ hội thời cơ chín mùi ha, tích góp mà lực lượng rồi đầy đủ rồi người ta sẽ nghinh chiến trở lại. Thế không phải là hòa, mà hòa đây là triệt tiêu cái hạt nhân để mà tranh đấu, giống như thể là nhẫn vậy đó, tương tự giống như vậy. Nhẫn á, ở trong nhà Phật á, có nghĩa là mình nhận chịu, mình chịu đựng để mà triệt tiêu cái hạt nhân tranh đấu, đó là cái gốc. Chứ không phải chúng ta nhẫn để rồi ngày mai đây đầy đủ cái thành phẩm ở bên trong, nội lực bên trong, rồi chúng ta sẽ khiêu khích trở lại để mà trả đũa. Cái nhẫn không phải là như thế. Thế thì ngoài cái việc là chúng ta tránh cái oán hờn ngay hiện tại này, kết cái mối thâm thù ngay hiện tại, chúng ta còn triệt tiêu cái hạt nhân tranh đấu lẫn nhau nữa. Thế thì cái yếu tố hòa này cũng là tương tự như thế, để mà triệt tiêu sự tranh đấu lẫn nhau, gây hại lẫn nhau. Lục hòa là những gì? Là sáu cái điều hòa hợp. Lục hòa là sáu điều hòa hợp. Thân hòa, thứ nhất là thân hòa đồng trú. Quý vị nhớ cái từ này nè. Lục hòa, thứ nhất là thân hòa đồng trú. Thân hòa đồng trú có nghĩa là thân hòa chung ở cùng nhau. Thôi quý vị ghi cái bài kệ này trước đi ha. Bài kệ về lục hòa ha. Thân hòa chung ở cùng nhau. Chung ở cùng nhau. Khẩu hòa ăn nói. Khẩu hòa ăn nói trước sau dịu dàng. Trước sau dịu dàng. Ý hòa thảo luận suy bàn. Thảo luận suy bàn. Kiến hòa. Kiến hòa đồng giải. Đồng giải hoàn toàn hiểu chung. Lợi hòa phân chia khắp cùng. Lợi hòa phân chia khắp cùng. Giới hòa cố giữ. Nguyện chung tu trì. Rồi, thân hòa chung ở cùng nhau. Khẩu hòa ăn nói trước sau dịu dàng. Ý hòa thảo luận suy bàn. Kiến hòa đồng giải hoàn toàn hiểu chung. Lợi hòa phân chia khắp cùng. Giới hòa cố giữ. Nguyện chung tu trì. Hay khác hơn là thân hòa đồng trú. Thân hòa đồng trú. Thân hòa đồng trú. Khẩu hòa vô tranh. Ý hòa đồng diệt. Kiến hòa đồng giải. Lợi hòa. Lợi hòa.
lợi hòa đồng, lợi hòa đồng chia hả, lợi hòa đồng phân và giới hòa đồng tu. Đấy, tiếng Hán nó là như thế. Thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh hay là vô tránh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân, xin lỗi, lợi hòa đồng quân, quân là chia đó. Rồi giới hòa đồng tu là sáu thôi, sáu điều. Quý vị ghi kịp không? Dạ, về học thuộc bài thơ này đi ha. Thân hòa chung ở cùng nhau, khẩu hòa ăn nói trước sau dịu dàng, ý hòa thảo luận suy bàn, kiến hòa đồng giải hoàn toàn hiểu chung, lợi hòa phân chia khắp cùng, giới hòa cố giữ nguyện chung tu trì. Tức là thân hòa đồng trú, nghĩa là cùng nhau ở dưới một cái mái nhà này đây, trong một phạm vi, trong một tổ chức, hôm sớm có nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau học hành. Đừng có gì đó chứng tỏ rằng mình là khác người. Ví dụ như trong một cái hội chúng này đây, mình muốn chứng tỏ khác người, cho nên là mình ăn cũng khác, mình mặc cũng khác, mình đi cũng khác, mình đứng cũng khác. Người ta tụng kinh kiểu, mình tụng kinh kiểu khác, để chứng tỏ là khác người. Thế thì không thể nào chấp nhận trong một hội chúng mình như thế được. Sống trong một cái chúng á, là mình phải đồng chúng. Chúng tới giờ ăn là mình ăn, chứ không phải chúng tới giờ ăn mình ngủ, rồi chúng tới giờ ngủ mình ăn. Không có làm khác người vậy được. Rồi chúng tới giờ học thì phải lên học. Tới giờ mà người ta ngủ đó thì mình không có thể nào mà mình mở nhạc mình nghe, hoặc là mình đi ầm ầm quậy người ta không ngủ được. Tới giờ ngủ là ngủ, tới giờ ăn là ăn. Người ta lạy thì mình lạy, người ta đứng thì mình đứng, người ta quỳ thì mình quỳ. Chứ không có nghĩa là tới cái lúc người ta lạy thì mình lại đứng, tới cái lúc người ta ngồi xuống ta tụng kinh thì mình lại lại. Tức là phải cùng một cái hành động, sống cùng với nhau, ở cùng với nhau, làm việc cùng với nhau, và tất cả những cái cử chỉ động niệm của chúng ta đều phải giống như nhau hết, không có ngược đời, được chưa? Ví dụ người ta bận áo lam thì mình cũng áo lam hết, người ta không bận áo tràng mình cũng không bận luôn, được chưa? Chứ không có làm ngược đời lại. Tức là tùy theo một cái trú xứ, tùy theo một cái nội quy của chùa, của viện đó mà chúng ta hành hoạt theo, để làm theo. Chứ đừng có làm khác người, và đừng có chứng tỏ ta đây khác người, ta cần phải khác người. Không cần phải chứng tỏ điều đó. Khi đã sống chung đụng hàng ngày như thế đó, thì phải hòa thuận với nhau. Không có dùng sức mạnh, võ lực để lấn hiếp, đánh đập, hoặc là chửi bới, mắng nhiếc, chà đạp, thể hiện là mình là thế nọ, mình là thế kia, để mà ỷ mạnh hiếp yếu. Tất cả những yếu tố đó đều không nên có khi mà mình sống chung với nhau. Sống chung với nhau thì xin thưa là cần phải có nhiều cái yếu tố khác nữa. Ví dụ như nội trong một cái tập thể thôi, nói chi cho xa, nội cái chai xà bông gội đầu chung thôi, được chưa? Người thì để chỗ này, người thì tắm xong rồi cứ để chỗ kia, nội cái chỗ đó thôi đã gây khó chịu rồi. Hoặc là xài chung một cái restroom, thế thì phải như thế nào đó cho nó sạch sẽ, cho nó đừng có bê tha. Tức là chúng ta sống ở trong đến chùa như thế này nè, những cái thứ gì mà của công cộng á, tức là của nhiều người xài chung chứ không phải của mình, cho nên mình đừng có tạo một cái gì đó mà riêng lẻ của mình, hoặc là cái kệ của mình, cái mình ghi cái tên lên ha. Ghi cái tên lên, cái bữa đó mình tới mình lấy cái đó của mình, cuốn kinh cái mình cũng ghi cái tên mình lên, cái bữa đó mình tới mình lấy cái đó là của mình. Không có, đừng có làm bất cứ cái gì mà trong một cái môi trường tập thể mà chúng ta thể hiện cái cá nhân của mình ngay trên môi trường tập thể đó. Phải biết được rằng đó là cái của tập thể, cái của chung, phải có trách nhiệm bổn phận bảo vệ cho cái chung đó, chứ đừng có thể hiện cái yếu tố của cá nhân mình trên cái chung kia. Nếu là người Phật tử ở chung với nhau, học tập dưới một mái chùa, thì tuy là không có phải ruột thịt, nhưng cũng là những người con chung của Đức Phật, cùng một lý tưởng, một mục đích, thì phải lấy cái hòa khí làm đầu, không được phân chia phe phái, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế mà hiếp cô, ai mạnh thì lấy được. Không ỷ như thế, không ỷ tôi là
quen với cô, tôi thân với cô, nó nọ thế kia rồi, mà cũ hiếp mà mới. Tức là mình ý là mình là đã từ cái buổi đầu tiên hả, đến đây rồi này kia rồi, ở lâu ngày chày tháng cúng dường nhiều rồi này kia, cái rồi người ta vô cái mình ức hiếp những cái người mới tới, làm như thế là không có được, và rất là sai đạo, trái với đạo lý. Cho nên càng phải biết được rằng mình là người đi trước, học rộng, hiểu nhiều, sống lâu trong Phật Pháp. Đó, cái đó mới là quan trọng đó. Chúng ta phải thể hiện sao cho nó nhu nhiếm, nó hiền hòa. Nó phải để cho cái ngã của mình nó sát đất á. Chứ còn mà mình càng tu bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, nó ngã mình trên trời không à. Rồi mình đi, mình ngước mặt trên trời không, không có nhìn xuống đất gì hết. Những cái người người ta mới tới, người ta không biết, thì mình còn cần phải hướng dẫn người ta nhiều hơn. Đằng này mình còn chắc chặt nhiều hơn nữa. Đó, thế thì cái đó đó là cái mà cần phải sống chung, cần phải biết đó. Đấy. À, những cái người mà tu sĩ đó, xin thưa các vị là không có bao giờ mà ta đem cái tâm đố kỵ, tị hiềm, ganh ghét để mà thương đứa này nhiều, thương đứa kia ít đâu. Mình nhớ kỹ ha. Cho nên rồi á, ai cũng muốn lấy cái tâm hiền hòa đó mà đối xử với nhau hết. Cho nên rồi á, mình đừng có ý là mình có nhiều công trạng, gọi là công thần đó ha. Đừng có nghĩ như thế. Đừng nghĩ là mình có công trạng với chùa rồi mình cần phải ức đầu này, mình hiếp đầu kia, làm cho vị thầy đó, cô đó phải khó chịu cái này, khó chịu cái khác. Đừng có làm vậy. Làm vậy tổn phước của mình. Mình không có được lợi mà nó còn tổn đi cái phước, cái đức của mình nữa. Ví dụ như mình có nhiều công trạng ở trong chùa, ví dụ như mình đã giúp được nhiều công việc hơn, mình làm được nhiều chuyện hơn trong chùa, nấu ăn, quét dọn, lau chùi, hay là mình giúp đỡ về phương diện tài chánh, hay mình giúp đỡ nhiều công việc khác nữa, thì biết được rằng đó là phước mà chúng ta đang tích lũy nó tốt. Thì hãy biết cái đó để mà mình phụng sự hơn nữa trên con đường phụng sự Phật Pháp. Biết là như vậy đó. Quý thầy, quý cô đều biết hết. Biết ai là người thật tâm, ai là người cầu danh, ai là người thế nào thế kia, biết hết trơn à. Nhưng mà sao giờ, có người thì nó thích cái này, người đã thích cái kia, cho nên tùy theo nhân duyên mà cho nó một chút để cho nó thích vậy, để mà nó làm việc sự. Còn không á là nó dẹp tiệm nó nghỉ luôn. Mà nếu mà như vậy đó, thì một phần á là cái con người kia, cái người Phật tử kia, họ mất đi cơ hội để ở chùa làm công quả, để tích tụ công đức. Được chưa? Cho nên á, quý thầy quý cô đều biết hết. Tuy nhiên mình mở mắt nhắm mắt, tức là thấy như không thấy, giả đò nghe như không nghe, để làm chi vậy? Để tạo cơ hội cho người ta làm việc mà tích tụ công đức. Tại vì thương nó quá đi. Bây giờ chẳng lẽ mình hất hủi nó, mình nói trắng ra cái nó mất lòng, cái nó nghỉ mất tiêu. Bản thân của người ta cũng không thể có cơ hội để tích tụ công đức. Nghe? Cho nên là đôi khi có bị nói, tại sao cô không làm cái này, cô không làm cái kia, thôi vậy thôi à, có nghĩa là biết hết á, nhưng mà vẫn ngó lơ đi, để chi vậy? Để dung hòa. Mà các vị cần phải hiểu cái yếu tố này để thương mấy thầy mấy cô. Đừng có nghĩ mấy thầy cô là làm dâu trong họ. Trời ơi, tao làm cha thiên hạ chứ làm dâu trong họ gì. Không có làm dâu đâu. Nhưng mà chẳng qua đó là thương. Không có gì khác hơn một cái tấm lòng từ hết trơn á. Vì thương cho nên muốn dung nạp. Mà dung nạp cái gì đây? Mỗi một người là cả một tâm thức khác nhau. Người thì thương người này, người thì ghét người này, mà làm sao dung hòa hai đứa thương đứa ghét ở chung với nhau? Đương nhiên nó có sự xích mích qua lại lẫn nhau. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình không phải thương đứa này, mình giữ đứa này rồi mình đá đứa kia. Đấy, vấn đề ở chỗ là mình dung hòa như thế nào đó để cho cả hai cùng sống được trong một cái ngôi tự viện, để làm việc cùng với nhau, để tích tụ công đức cùng với nhau, để tập tu cùng với nhau. Không ai chứng thánh quả hết, chưa ai làm thánh hết, mà tất cả đều là phàm phu hết thôi. Cho nên là dung hòa cái yếu tố phàm phu đó để chúng ta cùng nhau mà tạo phước điền, cùng nhau mà tạo công đức, cùng nhau mà làm việc Phật sự. Đó là yếu tố quan trọng. Cho nên vì hiểu như thế, cho nên quý vị cũng đừng có trách là tại sao cô dùng người này, cái người này nó ganh ghét, nó ghét ở. Mà tại sao lại dùng? Mình không dùng nó ai dùng? Mình không tạo cơ hội cho người ta để người ta làm phước thiện như thế thì làm sao nó có chỗ để mà
nó phát sinh ra cái công đức. Mà đáng lý ra những cái người như thế lại là những người cần được tiếp độ, phải không? Còn mình giỏi giang rồi đó, mình hay ho rồi á, đi tới chỗ đâu ai cũng xài mình được hết, cho nên mình có rất là nhiều cơ hội để làm Phật sự, không chỗ này thì chỗ khác. Nhưng đối với những đứa mà nó chưa có thuần thục thì sao đây? Nó đi tới chỗ nào cũng khó để có đất để cho nó dùng võ lắm. Cho nên đó là cái cơ hội để có thể tiếp độ những cái thành phần kia. Chúng ta tạm nói như vậy. Cho nên quý vị cũng đừng có nói rằng ô người này vô chùa dạy, người này vô chùa thế kia, mà tại sao cô dùng họ, vân vân vân. Thì xin biết được rằng đó chính là cái lòng từ rộng lớn. Mình muốn cho người ta đến đạo của mình, vào công việc này để làm, để tích tụ công đức. Cho nên nó chính người mười ý, mà mình cần phải nhắm mắt mở mắt ha, bỏ qua cho tất cả những yếu tố kia. Cho nên á, đừng có ỷ, đừng có ỷ cái gì hết trơn á. Ai mạnh rồi đây sẽ yếu, ai đẹp rồi đây sẽ cho nên đừng có chê người ta nhá. Bây giờ mình mạnh ngày mai mình yếu, cười người thì xin chớ cười lâu, mà cười cười hôm trước thì hôm sau cười cười đó. Mình thấy người ta bây giờ thấp cơ lỡ vận là mình phải khởi lên cái lòng từ, tức là cái lòng thương, thương người ta. Người ta rơi vào cái chỗ thấp cơ lỡ vận như thế này á là người ta đâu có muốn đâu. Tuy nhiên mình không có thông cảm cho họ, mình còn cười cợt họ, còn đùa giỡn trước nỗi đau khổ của kẻ khác nữa, thì lòng từ của chúng ta đóng kín. Cho nên đừng bao giờ đùa bỡn, cười cợt trên những cái nỗi đau của kẻ khác, và nhất là những lúc mà người ta xuống chó đó, hay còn lên voi không kể. Đừng có cười cợt người ta, đừng có đùa bỡn với người ta lúc đó, mà cần phải phát khởi cái thiện tâm của mình lớn hơn để bao dung, để độ lượng. Đấy. Cho nên là chúng ta đừng có ỷ mạnh mà mình hiếp yếu. Rồi một ngày kia sợ chúng ta tới cái lúc mà già như họ cũng không có nữa, mình đai chút rồi. Đấy. Cho nên thấy những người già cả ốm yếu, tật nguyền, đi đứng không được, mình càng phải phát tâm thương hơn, cần phải nhường cho người ta cái chỗ ngon hơn, phải không? Thấy các bác lớn tuổi ngồi ở dưới không được thì phải nhường ghế cho, phải không? Mình ngồi dưới được, ví dụ như vậy. Tức là người càng tu bao nhiêu thì càng nhìn ngắm người khác và mang lại giá trị an lạc cho họ bấy nhiêu. Đó, nhớ như vậy. Nếu mà đồng bào cùng chung sống trong một quốc gia xã hội thì phải lấy sự đoàn kết làm đầu, không có được nồi da sáo thịt ha, chia năm xẻ bảy, vân vân. Tất cả những cái thứ đó là đều mang đến sự đổ vỡ từ bên trong, tức là nội dung bên trong, cái cốt lõi ẩn tàng bên trong đổ vỡ. Mà khi bên trong nó đã đổ vỡ thì tất cả phía bên ngoài đều đổ vỡ hết. Trong nhân loại thì sống chung trên một trái địa cầu này, quả địa cầu này, tất cả da trắng, da đen, da nâu, da vàng gì đó cũng đều là tứ hải giai huynh đệ hết trơn á. Trái địa cầu này mà nó tan một cái đó thì chẳng có cái da đen, da đỏ nào mà sống được hết, phải không? Cho nên cần phải đừng có dùng bom nguyên tử với nhau ha. Nếu mà các vị mà trong tay của mình mà lúc nó sân hận lên mình có bom nguyên tử chứ mình dám chơi người ta lắm á. Đấy, cho nên là phải nhớ được rằng mình là cộng hưởng. Đời sống của tất cả chúng ta đây là sống cộng sinh, tức là sinh cùng với kẻ khác, sống cùng với kẻ khác. Sự sống của mình là sự sống chung chứ không hề tách rời. Ngày hôm nay mà quý vị thấy đó, mình có tất cả mọi thứ đây nè, trên thân phận của chúng ta có, trong tầm tay của chúng ta có tất cả những vật chất của cải rồi, ngày kia đó là đều do người khác đã làm ra cho ta hết. Cho nên đó là cái sự cộng hưởng của đời sống. Mình hít thở được đây là nhờ cỏ cây hoa lá này nè. Đừng nghĩ rằng cái bông này nó không có ảnh hưởng tới mình. Đừng nghĩ rằng cây cỏ mà kia nó không ảnh hưởng tới ta. Cái nào nó cũng ảnh hưởng tới mình hết á. Nếu mà cỏ cây trên cuộc đời này mà nó chết hết thì mình không thể sống được. Nếu mà tất cả thực phẩm mà nó tiêu hết trơn, nó không còn gì hết thì mình cũng chết luôn. Nếu mà con cá, con tôm, cua, con gà ở ngoài kia mà nó chết hết thì mình cũng đai luôn. Cho nên nói chung là chúng ta đây, môi trường sống của mình là cộng hưởng, gọi là cộng sinh. Cộng sinh sinh là sự sống đó, tức là cùng sống chung, cùng sống chung với nhau, chứ không có cái nào là tách biệt hết. Là chưa từng có một cái gì có thể sống được mà không dựa vào cái khác. Mình nhớ kỹ điều đó. Từ trong yếu tố tâm thức, tức là tinh thần của mình, cho đến những cái vật chất mà chúng ta sử dụng trong đời. Ngày hôm nay nè,
mình nhìn thấy trong cơ thể mình, áo này cũng phải mình làm, bút này cũng phải mình làm, vở này cũng phải mình làm, rồi cái kệ cũng phải mình làm, nói chung mọi thứ đây nè, quý vị nhìn lên thấy được nè, cái này có gì có làm không, tất cả mọi thứ, cái mà các vị đang ngồi lên đó cho nó êm mông đó, các vị có làm không, thấy không, phương tiện tất cả mọi thứ chúng ta sử dụng đều có bóng dáng của kẻ khác đã làm ra cho ta hết, cho nên là mình không có thể nào mà nói rằng mình không cần kẻ khác hết đó. Hay nói một cách đơn giản hơn, tất cả những gì chúng ta có đều là bóng dáng của người khác đã dành cho ta. Tiền chúng ta có rủng rỉnh trong túi, đâu phải là tự dưng mình in ra đâu. Phải vậy chưa? Mình hôm nay làm được mấy khách? Đông khách mới về tới thầy. Đó, thấy chưa? Đó là rằng hôm nay ta đi làm, nhưng mà nếu mà đi tới đó không có bạn nào nó tới đưa mình cho mình đóng hết trơn hết thì sao? Về sớm, không sớm thầy. Thì đói le lưỡi luôn. Tiếp tục như vậy, lời nói thứ hai là lời nói không có tranh cãi hay là khẩu hòa vô tranh. À, cái miệng này đây, ha, khẩu hòa vô tranh. Muốn cho thân không có đánh đập nhau, không có chối đợi, đối chọi nhau. Khi ở bên cạnh nhau thì phải giữ những lời nói của mình cho được ôn tồn, nhã nhặn. Trong mọi cái trường hợp nhất thiết là không được rầy la cãi cọ lẫn nhau. Ở trong nhà Phật thì Phật dạy là nhược đại sự nan nhẫn giả, diệt tu tâm bình khí hòa, dĩ lý luận biển, bất khả tất từ nhi khứ, động khí phát thô tức phi hảo tăng giả. Có nghĩa là sao? Ngài dạy là nếu mà gặp cái chuyện lớn á mà khó nhẫn á thì phải giữ tâm bình khí hòa, có nghĩa là lòng của mình, ý nghĩ của mình phải bình thản, cái hòa khí phải có mặt. À, dĩ lý luận biện, nếu mà gặp cái chuyện gì mà khó nhẫn á, khó nhẫn á ngang, thì phải dùng cái lý lẽ để mà biện luận, bất khả tất từ nhi khứ. Nếu mà không thể như thế được á thì đi, bỏ đi, bỏ đi chỗ khác. Bất khả có nghĩa là cái chuyện mà nó nhẫn quá mà mình không thể dùng lý lẽ để mà mình nói chuyện được á thì đi chỗ khác chơi, bỏ đi chỗ khác, được chưa? Nhược đại sự nan nhẫn giả, diệt tu tâm bình khí hòa, dĩ lý luận biện, bất khả tất từ nhi khứ. Rồi động khí phát thô tức phi hảo tăng giả, nghĩa là sao? Hở một chút là sang tay áo lên, động khí phát thô tức là thô tháo, chửi mắng, đánh đập, nói chung tất cả những hành động thô tháo đó mà động khí phát thô, hở một chút á là xăng tay áo, hở một chút á là nói những lời không có ái ngữ, hoặc là đánh đập nhau, chửi bới nhau thì không phải là người tăng tốt. À, động khí phát thô tức phi hảo tăng giả. Thế thì trong đời sống này thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ theo cái điều mà Đức Phật chỉ trong giới luật như thế này để mình làm. Nếu như chúng ta gặp một cái chuyện gì đó mà rất ư là khó nhẫn thì hãy cố gắng dùng lý lẽ của mình để biện luận, được chưa? Nếu biện luận không được á thì quốc cậu về, bỏ chuyện đó để đó, từ từ sau khi nó nguội lạnh rồi á thì chúng ta trở lại tiếp, còn nếu bỏ được thì bỏ luôn. À, nếu không có ở đó mà đôi co mà cãi cọ rồi mắng nhiếc rồi chửi rủa rồi xăng tay áo với nhau, để đó đi, chuyện gì có còn ở đó bỏ đi cái đã, để cho tất cả không khí kia nó lắng dịu. Chứ đụng một chút mà chúng ta cãi cọ chửi mắng đánh đập nhau thì tức là không phải là người tốt rồi, nhớ điều đó ha, để mà chúng ta hoán chuyển cái khẩu nghiệp của mình. Có người thân hòa mà khẩu không có hòa, ăn thua với nhau từng câu nói, tìm cách để mỉa mai châm chọc nhau, hạch hỏi nhau từng tiếng một, cuối cùng là sanh ra ẩu đả nhau. Hồi còn nhỏ chúng tôi nhớ chứ, khi mà muốn đánh đứa nào á, đưa tay là tao thách mày đụng tao trước á. Có không mày đụng tao trước đi rồi mày biết. Rồi muốn đánh thằng nào thì phải nói là mày đụng tao trước đi. Nói chung là cái thời mà trẻ trâu mà, cho nên rõ ràng là nhiều chiêu thức lắm, cho nên ngày hôm nay mình biết học Phật rồi cho nên là bỏ ha, bỏ không xài tới mấy chiêu thức đó nữa. Trong xã hội, trong gia đình thì cần phải có những cái lời ôn hòa với nhau, chứ nếu không á
mà nói những lời không có hòa đó thì anh em sẽ xa lìa, vợ chồng ly tán, con cái không nhìn mặt nhau mà trở thành kẻ xa lạ thù hằn lẫn nhau. Trong xã hội, vì một lời nói không có hòa thì nhiều quốc gia có thể lâm vào cái nạn chiến tranh. Có một câu đó là gì đó, nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tàn bang. Một câu có thể làm cho một quốc gia hưng thịnh, nhưng một câu cũng có thể làm cho một quốc gia kia lụy tàn, tức là tàn bang, bang là quốc gia đó. Bởi thế cho nên thân thể mà hòa chưa phải là đủ, mà Phật dạy là phải hòa cả cái miệng này nữa. Tức là nói chung là lúc nào cũng vậy, cái miệng nó nằm trên thân nhưng mà nó ghê gớm vô cùng, cho nên phải đem nó ra mà nói riêng cho nó một cái. Hồi nãy là thân hòa chung ở rồi, bây giờ miệng hòa nữa. Cho nên bao giờ cũng vậy, tuy là có một chút xíu này thôi nhưng mà nó kinh khủng lắm. Cho nên chúng ta cố gắng mà giữ cái miệng của mình ha. Thứ ba là ý hòa. Ý hòa đồng duyệt. Duyệt này có nghĩa là vui. Ví dụ như là duyệt chúng. Duyệt chúng là người làm gì? Duyệt chúng là người người thỉnh mỏ, không phải đánh. Thỉnh mỏ. Ai nó gọi đánh mỏ nghe ghê quá vậy. Đánh là nó tan nát, nó bầm dập hết trơn á. Còn dùng cái từ là thỉnh chuông, thỉnh mỏ, nghe hay không? Thế thì duyệt chúng có nghĩa là làm cho chúng vui. Thỉnh mỏ như thế nào mà chúng nó vui? Thế thì nguyên tắc của thỉnh mỏ là tiền bằng hậu phú. Tiền bằng hậu phú là sao? Trước thì nghèo, mà sau thì giàu. Bằng tức là trước thì chậm mà sau thì nhanh. Tiền bằng hậu phú. Chứ đừng có trước thì mới vô là ao 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 liền, xong rồi cuối cùng cái nó trề, nó trịch như vậy là không có được. Cho nên trước là phải nhậm, phải chậm, rồi sau đó mới là nhanh, được chưa? Và kết á thì không thể nào mà chúng ta hồi nãy quý vị thỉnh mỏ có vẻ cái câu cuối cùng á thì không phải là tới câu cuối cùng rồi là chúng ta đánh chậm cả nguyên câu, mà chỉ có ba tiếng cuối mới chậm thôi, chứ không phải là tới cuối cùng. Ví dụ như là gì đó, nguyện thành Phật đạo, ví dụ như đó, thì tới chữ nguyện rồi đó, thành Phật đạo là ba chữ cuối đó mới là chậm thôi, chứ không phải là tới đầu câu rồi chúng ta đánh chậm cả nguyên câu đó, không phải vậy, được chưa? Cho nên cũng lưu ý cái điều này để mà chúng ta làm cho chúng vui, còn nếu không mà chúng không có vui là mình mất phước á. Thỉnh mỏ là đã tốt rồi, đã biết được cái nghi thức của thiền môn rồi thì nên học thêm một cái nữa. Đấy, học thêm một chút nữa thôi để mà làm cho nó perfect. Và lúc bấy giờ đây thì chúng sẽ rất là vui khi mà được được mình thỉnh mỏ ha. Duy thức có nói, ý là hệ trọng hơn hết. Nó là động cơ thúc đẩy miệng và thân. Kẻ công thì nó cũng là đứng đầu, kẻ tội á thì nó cũng là đứng trước tiên. Thấy không? Công vi thủ mà tội vi khôi đó. Nó cũng là đầu của công mà cũng là tội. Bởi thế cho nên trong một gia đình đoàn thể, mỗi người cần phải giữ ý tứ tâm địa của mình. Nếu ý tưởng hiền hòa vui vẻ thì thân và lời nói dễ giữ được hòa khí. Trái lại, nếu ý tứ bất hòa, thường trái ngược nhau, ganh ghét nhau thì thân và khẩu khó mà giữ được cho hòa hảo lắm. Thế thì chúng ta đã từng nói cái ý này rồi. Cái ý này đó là cái nằm ở bên trong, không ai có thể theo dõi được cái ý của mình hết. Nhìn vậy chứ đâu có biết quý vị suy nghĩ gì đâu. Có người đang ngồi học về nhưng mà nhớ là hôm nay ta nghỉ ngày, không biết đông không ta? Tại sao ai cũng chỉ hết trơn vậy? Bộ thiệt vậy đó hả? Cho nên là cố gắng ha, cái ý này không có ai mà có thể theo dõi được hết, chỉ có bản thân mình là biết được rằng nó như thế nào mà thôi. Cho nên cố gắng theo dõi cái ý nghĩ của mình. Bề ngoài thì phơn phớt nói cười, nhưng bên trong nham hiểm giết người không giao đó, là cũng là cái yếu tố này đó. Đấy. Cho nên người nào mà control được cái ý nghĩ của mình đó, thì người đó sẽ rất là dễ để mà thay đổi cái miệng của mình và cái thân của mình. Cho nên Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ ý tạ tác.
cái ý này nó làm chủ để mà nó tạo tác tất cả những hành động và lời nói của ta. Nếu mà cái ý này, quý vị để ý này, cái ý này mà nếu mà luôn luôn nó thương yêu á, giống như thể là người mẹ mà thương đứa con mà mới sinh của mình á, với cái tâm ý là thương con như thế, cho nên lúc nào bà mẹ cũng chăm bỏng nhìn nó hết trơn á. Nó ngủ cũng nhìn, nó thức cũng nhìn, và thích nhìn nó lắm, phải vậy không? Thế là do cái gì đó? Do cái lòng, do cái tình thương có mặt lúc đó. Cho nên người mẹ này, người mẹ này không có muốn là con của mình nó thế nọ, nó thế kia, cho nên bao giờ cũng muốn biết được rằng nó thay đổi như thế nào, nó lớn như thế nào, nó cười như thế nào, nó nói như thế nào. Thế thì vì cái tình thương có mặt, vì cái ý này đây có tình thương, cho nên người mẹ thể hiện hành động có tình thương như thế. Và dẫu cho nó có làm cái gì bậy đi nữa, thì người mẹ đó cũng không có vì thế mà giận dữ quá mức, ăn nói quá mức đối với nó, mà lúc nào cũng niềm nở, lúc nào cũng thương nó cả. Thế thì cái ý nó làm như vậy đó, giống như thể là một người mẹ mà đối xử với đứa con nhỏ của mình vậy đó. Cho nên người nào mà control được cái ý này á, là người đó là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một điều á, là cái ý này nó ẩn tàng, nó khuất, nó lấp, không ai thấy được ta hết trơn. Cho nên thấy cười vậy mà không biết cái trong nó nghĩ gì. Nhìn các vị cười cười vậy chứ tôi đâu biết các vị suy nghĩ gì đâu. Thì các vị nhìn tôi cười cười vậy chứ chẳng biết cái trong suy nghĩ cái thứ gì. Đó, ngược lại nó cũng là y chang như thế. Cho nên không ai có thể biết được hết các vị. Cái này nó ẩn tàng vô cùng ghê gớm. Và cái ý này nó đi ngược thời gian và ngược không gian. Thời gian nó chạy cái bèo một cái là trở về Việt Nam liền, không có cần phải mua vé máy bay mà đi 2-3 tiếng mới tới. Cái vèo tích tắc là tới ngay cái chỗ nhà của các vị ở Việt Nam thôi, đúng vậy không? Tiếp tục nó đi ngược cái thời gian, trở về tuổi thơ nhé, đi về cái chỗ mà mình chơi năm 10 ha, bắn bi, nhảy cò cò, đánh trỏng này kia đó, đấy là tới liền ngay cái bờ ao đó thôi, không có đâu khác hơn hết. Thế thì ngay lập tức nó đi ngược thời gian, nó đi qua không gian luôn, mà không có cái gì để có thể ngăn ngại cái ý nghĩ này. Các vị bỏ các vị vô trong thùng mà đóng nắp lại á, thì cái ý nó cũng giọt ra ngoài được à, nó không có bị ngăn ngại. Chính vì lẽ đó mà nó thông sâu vô cùng đó. Vì nó vượt thời gian, nó vượt không gian như thế kia, cho nên nó mang cái tính chất của cái sự tái sinh đó. Nó không có, có bị rơi vào, nó không có khe là hình hài bóng dáng mà, nên đi xuyên qua hết á. Nếu mà chúng ta giận dữ có thể cấu xé nhau và trở thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh liền bây giờ cũng được. Còn ngược lại muốn thành Phật thành Bồ Tát thì cũng ngay tại đây bây giờ với cái ý này có thể control và giúp cho con người ta trở thành Phật thành Bồ Tát một cách hiền hậu như thế kia. Đấy cũng là cái ý này chi phối mà ra. Cho nên hãy cố gắng ha, để thân khẩu của mình được hòa khí. Hay vì sợ một cái y quyền gì đó mà mình phải ăn ở hòa thuận với nhau, thì sự hòa thuận này chẳng khác gì là một lớp sơn vẽ nó đẹp đẽ ở trên một cái tấm gỗ bị mục. Chẳng qua là nước sơn ở trên cái tấm gỗ bị mục thôi, không có được gì hết. Muốn được tâm ý hòa hiệp thì phải tu cái hạnh thị xã. Thị xã có nghĩa là bỏ ra ngoài những cái sự muộn phiền, hờn giận, không có chấp chặt trong lòng những lỗi lầm của kẻ khác. Các vị biết hỷ xả đó là một trong những đức tính. Hỷ là một trong bốn tâm rộng lớn, gồm có từ, bi, hỷ và xả. Hỷ là niềm vui. Nếu mà niềm vui luôn luôn có mặt á, thì sự an lạc và hạnh phúc nó sẽ có mặt. Quý vị đi tìm kiếm sự an lạc, nhưng quý vị biết rằng không có chỗ nào có sự an lạc ngoài thân tâm của các vị. Không phải là sự an lạc và hạnh phúc đó chỗ kia nó mới có mà chỗ này nó không có. Quý vị nhớ kỹ ha, sự an lạc đó, nếu như các vị nuôi dưỡng được từ ở bên trong của mình, thì các vị đến đâu các vị cũng có thể mang theo niềm an lạc và hạnh phúc đó đi cùng. Còn nếu như hiện ngay tại đây bây giờ không xây dựng được giá trị an lạc, mà mình chỉ dựa vào cái hoàn cảnh hoặc là con người đến kia để nó giúp mình một niềm vui, thì tới đó có thể là nó ăn, nó hát, nó nhảy, nó múa, nó có được cái niềm vui chút xíu. Nhưng khi mình bước ra khỏi cái kia là lập tức mình trở thành đổ vỡ liền, không có niềm vui liền. Cho nên đừng có mượn, đừng có giả tạo niềm vui, đừng có giả tạo an lạc,
và mình hãy tạo sự an lạc và hạnh phúc ngay nơi tự thân của mình đây. Giống như thế là mỗi ngày chúng ta đều mặc cái áo đó, mỗi ngày chúng ta đi làm chúng ta bận cái đồ đó, mỗi lần chúng ta đi làm chúng ta mang đôi giày đó, ngày nào mình cũng dùng cái đó hết. Vậy thì liệu chúng ta nếu mà không có cái đó trong nhà của mình, là của mình á, mình đi mượn, sáng hôm nay chúng ta đi mượn đôi giày, ngày mai chúng ta đi làm chúng ta đi mượn tiếp, ngày mốt chúng ta đi mượn tiếp, có ai cho mình mượn vậy không? Không. Cho nên để có thể có được nó mỗi ngày với mình á, thì mình phải là có nó. Các bạn nhớ kỹ ha, mình phải là người làm chủ lấy cái đó và mình phải là người có nó chứ đừng đi mượn. Ý nói rằng niềm vui, sự an lạc và hạnh phúc của mình á phải là chúng ta tự có lấy chứ đừng nên vay mượn từ nơi người khác. Tại sao gọi là vay mượn? Không phải người ta thương ta mà ta có được niềm hạnh phúc. Vì tiếp xúc với người này thương tôi cho nên tôi có được niềm hạnh phúc. Dạ xin thưa, anh có thương tôi, anh có ghét tôi đi nữa, niềm hạnh phúc là tôi có sẵn đây. Cho nên không phải đợi anh đến với tôi mới có hạnh phúc, mà anh đi khỏi tôi mất hạnh phúc. Không có. Cho nên đừng có sống dựa vào kẻ khác, đừng có vay mượn hạnh phúc trên người khác. Dẫu người khác là ai, chồng mình, vợ mình, con mình, hay là người làm công với mình, hay là ông boss của mình, hay là người nào đó của mình, đừng có dựa vào họ. Tại họ mong manh vô cùng, họ gan ngăn, họ ghét ở, họ chống chánh, họ mau quên là mình đai luôn. Họ không thương nữa, ngày mai họ sống với người khác, ngày mốt người ta không chịu tới với mình, hoặc là người ta trục trặc cái gì đó trong đời sống của họ, vô thường mà đâu biết được. Cho nên đừng dựa vào tất cả những yếu tố kia, đừng nương tựa nơi những yếu tố kia mà để chúng ta vỡ mộng. Mà tại nơi đây bây giờ mình hãy xác lập cái giá trị an lạc và hạnh thảnh thơi ngay trong tự thân của mình đây. Mình hãy chiết xuất ra được năng lượng đó bằng cách nào? Đừng có ganh ăn quá, đừng có ghét ở với người ta quá, đừng có lưu giữ cái sai của người ta quá. Sở dĩ mà chúng ta ghét người ta là bởi vì sao? Mình lưu giữ cái sai lầm của họ, mình không nhớ cái tốt đẹp của người ta đã làm cho mình, mình không nhớ cái cung bậc thuở trước ảnh đối xử với mình yêu như thế nào, thương như thế nào, mình nhớ toàn cái sai của ảnh không à. Cho nên bây giờ mà đụng chuyện một cái là mình lôi ra hết tất cả những cái sai từ đời nào đó, cổ lỗ sĩ nào đó, mình ra cái mình sỉ bả cho đã. Rồi cuối cùng có lợi gì không? Không. Cho nên chúng ta rất là khó chịu, đầu óc của chúng ta đó luôn luôn suy nghĩ và giữ những cái xấu của kẻ khác nhiều hơn là cái tốt. Quý vị để ý đi, nhất là những cái gì mà gây tổn hại cho mình nhớ nó dai lắm, mình không chịu bỏ cho người ta. Cho nên là để có được cái yếu tố hỷ xả này, hỷ tức là niềm vui đi kèm với xả bỏ, cuối cùng là mang cái tính chất của xả bỏ. Tại vì cuối cùng đại chúng đâu có mang theo cái gì ngoài cái nghiệp thức của chúng ta đã gây tại đây đâu. Cho nên tất cả những thứ này đây cần phải bỏ hết. Buồn cũng bỏ, vui cũng bỏ, tốt cũng bỏ, xấu cũng bỏ. Được chưa? Để thông dong tự tại. Còn nếu mà không bỏ mà cứ đeo mang hoài đó thì không có thể thông dong tự tại được. Trên cái con đường độc hành chúng ta đi này nè, nếu như mà mình đi một mình á, mình không có gánh vác cái gì thì chúng ta đi nhanh lắm. Chứ nếu như các vị gánh vác trên lưng của mình toàn là danh phận, địa vị, buồn vui, tốt xấu nó đè nặng trên lưng thì làm sao có thể đi xa, đi mau được. Đấy, cho nên hãy cố gắng cái gì mà xả bỏ được thì xả bỏ ngay tại đây bây giờ. Đó là cái hành trang mà để giúp cho chúng ta thanh thản nhẹ nhàng đó. Còn mà chúng ta cứ đeo mang hoài tất cả những cái khổ não thì khổ đau mình chịu thôi chứ không ai chịu hết. Mình ghét người ta nhưng đôi khi người ta không có biết đâu. Người ta vẫn ăn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn đùa, vẫn mặc đồ đẹp bình thường. Còn mình thì nghiệt lắm, mình lưu giữ trong lòng của người ta như thế, cho nên nhìn người ta mặc đồ đẹp là mình đã ghét thêm nữa. Nhìn người ta đi cái đôi giày cao gót đi, ổng ao ổng ẹo là mình khó chịu trong lòng. Thế thì rõ ràng rằng mình đang lưu giữ một cái bóng hình mà cái đó nó làm tổn hại tới cái sự an lạc và hạnh phúc của ta thôi, chứ không có được cái gì hết. Cho nên càng bỏ cái đó bao nhiêu á thì mình sẽ thanh thản nhẹ nhàng bấy nhiêu. Và tập cười. Quý vị nhớ ha, quý vị tập cười giùm cho. Mỗi ngày sáng thức dậy nhìn cái gương cười như bà điên. Các vị ai cấm các vị cười đâu. Nhưng mà nếu mà các vị phải biết tập cười
đối với những người mà chúng ta nói chuyện, nhất là vợ mình, con mình, chồng mình, trong gia đình của mình đó. Nhưng tại sao mà cả một ngày không cười với vợ được một cái, cả một ngày không cười với chồng một cái, lý do tại sao vậy? Ông đáng ghét quá hả, hay là bà đáng ghét quá? Thế thì rõ ràng rằng chúng ta cười là một trong những cái sự bố thí ha. Bố thí chẳng những là về tài thí, về pháp thí, mà tất cả những cái yếu tố hành xử của mình á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình á, chẳng những chúng ta móc ra cho người đâu, mà còn thể hiện trên cung bậc của nó nữa. Bố thí nụ cười, bố thí ánh mắt, bố thí chỗ ngồi, bố thí trên cung bậc của sự tiếp xúc, để người ta có được giá trị an lạc và thảnh thơi. Đó cũng chính là yếu tố bố thí, là hoan hỷ đó. Cho nên là không phải mình nói chuyện với người ta thì mình cũng phải niềm nở một chút, mặt mày của mình cho nó tươi tỉnh một chút, phải không? Đấy, phải là eye contact hả? Tức là mắt nhìn mắt mà nói chứ, nó nói chuyện với mình nhìn nó không đếm xỉa gì tới hết thì không có được. Đó, cho nên là cái đây cũng là một cái nghệ thuật để mà chúng ta tương tác với cuộc sống. Và nó chưa cái gì, nó nói cái gì chưa biết. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là ta phải tập trung để mà nghe, để mà hiểu, để mà thông cảm. Để những người nào mà làm về cái lĩnh vực tiếp xúc với khách hàng thường xuyên đó, thì chúng ta sẽ rất dễ để học được cái yếu tố này. Còn như các bác, các anh chị nào mà ở nhà thường xuyên đó, thì rất khó để có thể thực tập. Nhưng mà cố gắng đi, luôn 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 lúc nào cũng hãy giữ cái nụ cười trên môi của mình hết đó. Cái nụ cười lợi hại vô cùng, lợi hại lắm luôn. Cho nên là các vị hãy hình dung ra cái buổi đầu tiên mà gặp ảnh các vị làm sao. Cái đó để làm chi vậy? Để làm chi? Để mình nằm trong lòng người ta mà người ta không thể nào quên mình được. Rất khó để quên mình. Còn bây giờ đó, lâu ngày chày tháng rồi nó đơ như cái bơ. Cho nên là chúng ta không có thể nào mà thể hiện được cung bậc kia nữa. Nhưng mà các vị hãy nhớ đi, mình muốn người ta lưu giữ hình bóng của mình thì mình phải tạo ấn tượng. Cái điều rất là bình thường thôi. Tạo ấn tượng bằng cách nào? Ánh mắt, nụ cười, lời nói, cử chỉ, ăn mặc như thế nào đó. Chứ không phải là vợ chồng với nhau đã bao nhiêu năm trời nay rồi, chúng ta muốn ăn thì ăn, muốn mặc thì mặc, lè phè, ễn ễn ương ương, muốn làm gì làm. Để là thấy nó là nhìn nó chán chết đi. Cho nên cần rất là cần những cái yếu tố mà sống chung với nhau như thế này, để mà chúng ta làm mới cái không khí của gia đình và tạo cái sự ấm cúng cho vợ chồng con cái với nhau, để cho nó càng gặp mình nó lại là nó càng thương, nó càng mến. Chứ không thì là nó đâm ra cái sự chán nản và cái hòa khí gia đình nó mất đi. Muốn có được cái ý hòa hiệp thì phải có tu cái hạnh hỷ xả, nó bắt buộc là phải như thế. Phải cái ý này nó hòa là phải hỷ xả. Và hỷ xả cái gì? Tất cả những sai lầm của người kia, sai lầm của người khác cần phải xả bỏ. Đừng có lưu giữ sai lầm và đừng nhắc lại sai lầm của kẻ khác. Cái đó là cái tối kỵ trong cái việc gìn giữ hạnh phúc, gìn giữ sự hòa thuận. Ai nhắc sai lầm của mình thích không? Vậy mà mình chuyên gia móc sai lầm của kẻ khác ra. Mấy ông thì cái này kinh qua nhiều lắm luôn. Đúng vậy chứ. Mình tặng cho cổ cái gì đó, cổ không có lưu nhớ đâu. Cổ nhớ lúc đó cảm ơn anh, vậy xong là thôi rồi đó. Nhưng mà tới bữa nào mình làm gì mất lòng cổ rồi coi. Bao nhiêu cái xấu của mình, bao nhiêu cái quên của mình, bao nhiêu cái vô tâm của mình là cổ kể rành mạch hết, ngày nọ tháng kia ở đâu, giờ nào, phút nào làm cái gì. Cổ nhớ hết trời à. Đó, cho nên là rõ ràng rằng chúng ta cần phải xả đi, bỏ đi cái lỗi của kẻ khác. Mà bản thân ta cũng có nhiều lỗi lắm chứ phải không đâu. Mình kể tội người khác là mình đã là tội rồi đó. Sao những cái tốt mình không nhớ, mình nhớ toàn cái xấu không vậy? Phải chăng là mình xấu, mình mới đi nhớ cái xấu? Còn người tốt thì người ta có quan tâm tới những cái xấu của kẻ khác gì? Họ chỉ lưu giữ cái tốt thôi. Cho nên những người nào mà vạch lá tìm sâu thì chỉ thấy sâu mà không thấy lá. Dẫu là lá nó nhiều, dẫu là lá nó nhiều vô cùng, mà mình phải vạch ra để mình tìm kiếm sâu. Mình không thấy lá trước mặt mình nè, mình không thấy. Cho nên điều đó là cái mà để nói được rằng chúng ta khi nào mà ngắm nghía cái gì trong đầu của mình á,
thì mình chỉ focus cái đó thôi mà bỏ qua tất cả những cái khác. Thật ra người trong đời này họ có nhiều cái tốt xung quanh họ lắm, tuy nhiên họ có những cái xấu. Nhưng nếu mà chúng ta không biết nhìn ngắm những cái tốt của họ mà chỉ chăm chăm cái xấu không thôi đó, thì mình chỉ có tận dụng cái xấu và sử dụng cái xấu của họ thôi. Còn nếu như chúng ta làm như thế này, nhìn ngắm cái tốt của họ, tận dụng cái tốt của họ, thì chúng ta được lợi trên phương diện là mình tương tác với họ và có được cái tốt của họ để xài. Còn nếu chúng ta chỉ chăm bẩm cái xấu không thôi thì mình không sử dụng được họ cái gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị đến đây, quý vị đến chùa, chúng tôi không có care quý vị là người như thế nào, đâu có điều tra đâu. Đâu có bao giờ sư cô đến nhà các vị điều tra lai lịch cô này họ làm cái gì, ở đâu, tiền bay off chưa, có cheating ai không, có làm cái gì, tội lỗi, tội đồ gì không, v.v. Không có điều tra cái đó. Chỉ cần đến các vị làm cái gì, giúp cho các vị tốt cái gì, và các vị làm tốt được cái gì, chỉ focus vào cái tốt của các vị không thôi. Và từ hôm bữa tới giờ chúng ta học chỉ để dành cho các vị sự tốt đẹp nhất mà thôi. Chúng tôi không dạy cái gì mà để làm cho các vị trở nên đau buồn, khổ sở, trở nên khó chịu trong đời sống hoặc là cay nghiệt trong cuộc đời này hết. Toàn dạy cái tốt không à. Đâu có chỉ các vị gì sai lầm đâu. Cho nên là các vị như thế nào, cái sai lầm của các vị thì chúng tôi biết là bản thân mình cũng có sai lầm, các vị cũng có sai lầm. Dầu ít dầu nhiều, lĩnh vực này hoặc lĩnh vực khác, ai trong chúng ta cũng đều có sai lầm cả. Nhưng mà chuyện sai lầm của các vị thì các vị tự lo lấy đi. Thấy chưa? Và rõ ràng sai lầm của mình tự lo lấy. Tại vì không ai gánh giùm cái sai lầm của nhau hết. Đó, nhưng mà cái chúng ta cho nhau được là cái tốt đẹp nhất, cái thanh thản nhất, cái an lạc nhất và cái hoan hỷ nhất, cái xả bỏ nhiều nhất. Thế thì mình đến với nhau trên những cung bậc như thế để mà cùng giúp nhau trên con đường thăng tiến. Cho nên các vị cũng vậy, đừng có focus trong những cái xấu ác của kẻ khác. Bỏ được chút nào cho họ đó thì đỡ khổ cho mình và đỡ khổ cho người. Thấy người ta sai lầm, mình phát tâm yêu thương họ hơn. Nha. Được không các vị? Nhớ nha. Đừng có tán cái sai lầm của họ ra, đừng có làm cho nó bùng vỡ ra. Một cái vết thương trên người của mình, nó sẽ tự nhiên nó heal lại, nó lành lại. Nếu như ngày hôm nay chúng ta moi ra tiếp, chúng ta coi trong đó làm sao. Cái ngày mai chúng ta lại moi tiếp, chúng ta coi nữa coi nó lành chưa. Ngày mốt chúng ta lại moi ra tiếp, chúng ta coi nó lành chưa. Thì cả một cái chiều dài thời gian nó không thể lành được. Vết thương kia nó sẽ lành khi để cho nó tự lành lại, bằng cách là đừng có moi móc nó ra nữa. Vết thương lòng của ai cũng như thế đó. Đừng moi móc vết thương của người ta ra để rồi coi coi nó lành hay chưa, để tự nó lành. Thế thì cũng như vậy, để mà chúng ta ứng xử với cuộc đời này, sai lầm không ai muốn moi móc hết. Chúng ta đừng có moi móc vết thương của kẻ khác, và chính tự thân của mình không muốn điều đó thì đừng có làm. Đơn giản chỉ có như vậy thôi. Và phải thương. Cuối cùng của con đường tu đó là phát triển cái bồ đề tâm, để cho lòng của mình thương nhiều hơn trên tất cả mọi đối tượng, để chúng ta đến với người ta mà không mang lại cái giá trị khổ đau cho họ, từ cái lòng thương đó mà sinh ra. Cho nên cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Đừng có nhìn lỗi của kẻ khác. Đó là ý hòa. Tiếp tục thứ tư, đó là giới hòa cùng tu. Trong một tổ chức, một đoàn thể, một trật tự, tất cả đều phải có kỷ luật quy củ. Cái giới này đây, trên căn bản là giới của các vị đang thọ mà giữ đó. Ví dụ người tại gia thì quý vị giữ 5 giới hoặc là 8 giới như ngày hôm nay, tất cả đều cùng chung như vậy đó mà giữ. Tuy nhiên ngoài cái giới luật này thì nó còn có những cái nội quy, cái thanh quy của chùa cũng mang cái tính chất giống như vậy. Chúng ta đến một ngôi chùa thì có những cái thanh quy của ngôi chùa đó khác nhau. Có vị thì cho mang giày vào trong chánh điện, nhưng có chỗ thì không có cho mang giày vào trong chánh điện. Thế thì chúng ta tới, chúng ta phải nhìn trước, nhìn sau. Ăn có nồi, ngồi có hướng. Ăn xem nồi và ngồi xem hướng. Thế thì tới đó mà người ta không có cho mang giày vô thì đừng có mang giày vô. Tức là mình nhìn coi coi cái trú xứ mà chúng ta đến có những cái quy củ nào, có những cái luật lệ như thế nào. Mình ở những cái chùa khác thì tụng kinh đó là
7 giờ tối, nhưng mà ở đây tụng kinh 7 giờ sáng. Ví dụ như vậy, thế thì mình cũng đừng có bắt ép, tại vì tùy theo cái trú xứ, tùy theo con người, tùy theo thời gian, tùy theo địa điểm mà chọn cái này nó phù hợp hoặc chọn cái kia nó phù hợp. Tất cả đều là phương tiện hết thôi. Trong Đạo Phật, mỗi người của chúng ta tu tập thì có những cái giới phẩm khác nhau. Các vị tại gia thì là ngũ giới, sa di thì 10 giới, sa di ni cũng 10 giới, tỳ kheo tăng là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Ít bữa nay chúng tôi hỏi các vị là giới của tỳ kheo tăng là bao nhiêu giới, các vị biết không? Bao nhiêu? 250 giới là của tỳ kheo tăng, 348 giới là của tỳ kheo ni, 10 giới là của sa di và sa di ni, 5 giới là của người cư sĩ Phật tử tại gia, 8 giới là Bồ Tát giới, Bát Quan Trai giới. Rồi Bồ Tát giới là bao nhiêu giới? 10 giới cộng 48 giới khinh là căn cứ theo kinh nào? Kinh Phạm Võng Bồ Tát giới, hoặc là kinh Bồ Tát Ưa Bà Tát giới thì làm 6 giới cộng 28 giới khinh. Nhớ kỹ ha, ít bữa cho thi á. Khi người Phật tử hội hợp trở lại thì sống chung với nhau để tu học, ví dụ như ngày hôm nay ha, thì mình hãy giữ giới. Đã cùng một cấp bậc với nhau thì tất phải thọ giới và giữ giới như nhau, chứ không được lộn xộn. Giữ giới này bỏ giới kia, giữ giới kia thì bỏ giới này, xong rồi là nói với nhau rằng giới này quan trọng hơn giới kia. Tôi giữ cái này là hơn ông, tôi giữ cái kia là hơn bà. Không có được là chứng tỏ mình là hơn người khác những phương diện như vậy. Thế thì đó là cái phương diện của giữ giới, cùng nhau sống chung. Trong một đoàn thể đạo hay đời, nếu không cùng nhau giữ giới, giữ kỷ luật quy tắc thì chúng ta không bao giờ mà sống chung với nhau được. Sống không có quy củ, sống không có quy tắc thì không thể nào sống chung với nhau được. Ví dụ như chúng ta tới đây để học thì cần phải có theo luật, theo lệ của đây, đúng giờ chúng ta vô, ngồi quay về đây thì ngồi quay về đây, chứ đừng có ngồi quay về hướng khác. Ví dụ vậy, rồi cùng phải học, mình phải tắt cell phone đi để mà giữ cái không khí, chứ ai mà muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. Đang học mà nói chuyện ồn ào ảnh hưởng người đó, ảnh hưởng người kia thì rõ ràng rằng chúng ta không có theo cái quy luật đó cũng không có được. Cho nên tất cả đều phải theo quy luật với nhau hết. Thứ năm là thấy biết, giải bày cho nhau được hiểu, gọi là kiến hòa đồng giải. Cái này cũng quan trọng ghê lắm. Kiến hòa, cái thấy, thứ nhất là cái thấy kiến. Kiến này đây, này là cái thấy. Ở trong nhà Phật của chúng ta, cái kiến này nó quan trọng vô cùng. Cho nên trong 8 cái con đường gọi là bát chánh đạo đó, thì cái đạo, cái thứ nhất á là chánh kiến, tức là cái thấy chân, chân chánh, tức là đầu tiên. Và trong 10 cái căn bản kiết sử phiền não, các vị học rồi đúng không? Tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến, học chưa? Dạ học rồi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ví dụ như bây giờ chúng ta học, hôm bữa chúng ta nói là 10 căn bản phiền não, thì bây giờ các vị phải kể ra cho được 10 chứ. Cái tiêu đề cũng nói vậy mà. Bây giờ nhớ cái gì nữa không cần biết, miễn nhớ cho chúng tôi 10 điều của căn bản phiền não. Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Các vị thấy chưa? Cho nên học đâu quên đó là như vậy đó. Và nổi cái tiêu đề không mà còn không nhớ nữa thì là nhớ cái gì? Rồi, ở trong đó đó, trong 10 cái căn bản kiến sử phiền não này, 5 cái đầu thì gọi là quên mất, 5 cái sau gọi là quên luôn, 5 cái đầu gọi là ngũ độn sử, mà 5 cái sau gọi là ngũ lợi sử. Sao gọi là độn sử mà sao gọi là lợi sử?
À, cái đầu là khó xử mà cái sau là xử được. Ngũ độn xử có nghĩa là những cái ẩn tàng ở sau, ở trong, sâu kín khó đoạn trừ, cho nên gọi là ngũ độn xử. Thì cũng hay đó, là dễ xử và khó xử. Năm cái sau là nhâm, năm cái nó nằm ở trên bề mặt, nó dễ đoạn trừ hơn, cho nên gọi là ngũ lợi xử. Thế thì ở trong năm cái ngũ lợi xử đó gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Trong năm yếu tố này nội cái chữ kiến không, nó lấy hết bốn cái rồi: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, tà kiến, là bốn cái. Các vị thấy không? Cho nên cái kiến này nó quan trọng ghê lắm. Nó là cái cột mốc trong cái bát chánh đạo, nó là cái đầu tiên, gọi là chánh kiến. Thế thì rõ ràng rằng chúng ta tương tác với cuộc sống đây là nhờ cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đứng đầu là mắt. Mắt thì là thấy. Thấy là kiến. Các vị thấy chưa? Và người ta nói là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thế là nói như vậy để chúng ta thấy được rằng cái tầm nhìn quan trọng vô cùng. Từ nơi cái tầm nhìn này mà dẫn đến tất cả những cái huệ lụy bên trong, đó là phán xét, đánh giá, nhận định, phán đoán, vân vân. Tất cả đều từ nơi cái thấy này mà. Nhưng mà thấy làm sao đây? Thấy nó bị bảo thủ, nó bị chấp ngã tùm lum thứ hết trơn á. Kể cả tâm tư, tình cảm ở phía trong này nữa, nhìn thấy nó vậy nhưng mà thương hay ghét là tùy trong này. Rồi tùy cái mối quan hệ, tùy mối tiếp xúc, rồi tùy theo trình độ, tùy theo tâm tánh của mình nữa, để phán đoán nhận xét người kia theo cái ở bên trong là quy định. Cho nên là nội cái kiến này không hơn muôn trùng cách biệt. Cùng một đối tượng, anh nhìn khác, chị nhìn khác, tôi nhìn khác, mọi người nhìn thấy nó khác nhau. Cũng chỉ là một thân phận đó thôi, ấy thế mà tùy theo tâm thức, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo tình cảm mà mình đối xử, mình nhìn thấy nó khác nhau. Đó, cũng là một cái đẹp. Nhưng mà cái đẹp này mà gặp cái người nào mà làm ra mà mình không thích người đó, thì mình nhìn nó đẹp trở thành xấu. Tại sao vậy? Tại mình ghét người kia. Mình ghét nó mà nó tạo ra cái này. Cho nên là thương nhau thì thương cả lối đi, mà ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng. Những cái gì mà dính tới nó là mình ghét luôn, ghét lây luôn. Cho nên chính vì lẽ đó mà cái thấy này nó không có phản ánh đúng cái thực tế sinh động của cuộc sống. Bởi sao? Bởi nó bị phủ lấp bởi cái màn của tự thân của chúng ta đây, bởi cái ở bên trong của chúng ta đây, cái chấp ngã nằm sẵn ở đó. Cho nên cùng một sự việc, cùng một sự vật, cùng một tư tưởng, cùng một giáo lý, cùng một bài học khác nhau, nhưng mà người này nhận được khác, người kia nhận được khác, người nọ nhận được khác. Người này thì đang nói câu này cho nên là đang nhìn chỗ khác, đang mơ tưởng chuyện gì đó cho nên bỏ mất hết nửa câu, còn nhớ có nửa câu thôi. Thế là khi nói ra người này nói chỉ có nửa câu rồi. Thấy vậy không? Cho nên là cần phải có kiến giải hòa hợp với nhau, chứ không được chấp trước bảo thủ cái mình là đúng, kẻ khác là sai. Thế cho nên là cái kiến giải này đây. Học Phật Pháp cũng như thế. Người này thì nghe trọn, nhưng mà cái lúc này người này nghe đôi khi nó không trọn, nghe có nửa câu à. Còn cái lúc đó tâm hồn nó đi chơi ở chỗ nào, đi du lịch ở đâu đó rồi đó, cho nên nó không có nhớ được cái vé sau, cho nên chỉ nhớ có một đoạn thôi. Rồi nghe cái đoạn đó rồi cái mình giữ cái đoạn đó thôi, cho nên bỏ mất đi hết nữa. Thế rồi cãi với nhau, cãi với người khác, cãi dẫn đến sự bất hòa. Cho nên cái yếu tố hòa với cái phương diện kiến này đây, tức là cái thấy biết. Cái thấy này à, kiến hòa, đây là thấy ha. Cái thấy này đây cần phải chia sẻ. Cần phải chia sẻ với nhau. Mình thấy cái yếu tố nào trong đời sống này nó mang lại giá trị an lạc và hạnh phúc cho mình, cho người, thì chia sẻ cho người khác. Kiến hòa đồng giải trong sự sống chung, mỗi người đều có hiểu biết được những điều gì, khám phá được những điểm gì, phải giải bày chỉ bảo cho người khác với. Ngoài cái thấy ra, cái kiến này nó cũng mang cái tính chất là hiểu biết nữa. Đó. Những cái kiến giải ha, những cái sự giải thích, trình độ hiểu biết.
để cho nó không có chênh lệch lẫn nhau, nó mang cái tính là tinh thần bình đẳng để mà giữ vững những con người trong cùng một đoàn thể. Khi khám phá ra một điều gì đó mới lạ hay là một ý kiến gì đó hay ho, nếu mà mình không giải bày cho người chung quanh á, thì không những người ta là kẻ ích kỷ, mình là kẻ ích kỷ, mà còn tạo ra một sự tắc nghẽn thông cảm đối với người khác. Chúng ta thấy ở đây sư cô hay lắm, đọc cái đâu đó một cái gì đó hay cái là share, phải vậy không? Mà dường như chúng tôi thấy trong account của các vị á, những cái người mà đi vô đó mà like mà thế nào thế kia đó, dường như là nghèo nàn vô cùng, hình như là các vị không thấy được cái gì hay của ai sao á, không share cái gì của ai trơn á, không tạo ra được cái gì hay ho đã đành, mà chúng ta chỉ biết cái hay ho là giữ luôn cho mình luôn vậy đó. Hình như chúng ta share ra chúng ta sợ mình mất cái phần gì hay sao á, hả? Thường là như vậy á. Cho nên rồi các vị biết được rằng cái tâm lượng của mình sẽ thể hiện ra rất nhiều trên phương diện mà chúng ta chia sẻ. Mỗi ngày chúng tôi cố gắng tìm kiếm cái gì hay hơn hôm qua để mà đi cho mọi người, để mà cho thiên hạ. Mà cái đào hoài đào mệt mỏi lắm á. Đào hết sách này, đào hết vở kia, mà các vị biết chứ, nội mà truyện mà chúng tôi order là 20 mấy cuốn sách, truyện nọ, truyện kia, rồi gì đó, tiền thân, đức Phật, các vị tổ, nói chung là cả một kho tàng, đọc ngày, đọc đêm, rồi ghi nốt ra, tìm kiếm nó phù hợp với cái này hay không, không nó không phù hợp với cái này, rồi phải list lên là cái nào đã kể rồi, cái nào đã chưa kể. Tức là cũng cực khổ lắm á. Chỉ có mày mò mà đi tìm những cái hay, cái tốt nhất để mà cống hiến cho người khác. Thế thì chúng ta cũng phải làm một ngày đi chứ hả? Chứ đâu hưởng thụ hoài vậy. Mình thấy cái gì hay, mình đọc cái gì hay, mình chia sẻ cho người khác đấy. Để chi vậy? Thứ nhất là mình không có tạo cái yếu tố ích kỷ, mình muốn chia sẻ kiến thức của mình biết. Thứ hai là mình tạo cho những người mà vệ tinh của mình á, những người mà follow mình á, những người bạn bè của mình á, gia đình của mình, anh chị em của mình á, người ta biết được những cái hay đó, người ta thấy được những cái hay đó, thì người ta cũng học hỏi lại được từ nơi bản thân của mình. Thứ ba là nhìn người nào tâm lượng của người ta hẹp hòi hay rộng lượng là nhìn vào cái sản phẩm mà người ta có. Nghe mình nhớ ha, đây là cũng là một chiêu thức đó. Tức là chúng ta không cần nhìn cái gì khác hơn đâu, mà chỉ thấy được là người đó họ ứng xử xung quanh họ như thế nào. Đối với con mèo mà người ta cho ăn hoài vậy đó, đối với con chó mà họ cho ăn miết vậy đó, nuôi nó mập nó lớn như thế đó là biết cái tâm lượng nó tốt rồi. Có người nhìn thấy mấy cá của sư cô, con nào con nấy tròn vo, à thế là biết là tâm tốt lắm. Rồi mấy mèo mà không biết bao nhiêu con mèo cơ, không biết mèo ở đâu đó mà nó chạy tới nó ở nhiều quá như thế. Thế thì phải nói là đó là cái tâm. Cho nên chúng ta có được mỗi người lý tưởng ngồi sát bên cạnh mình, mà đôi khi chúng ta đi tìm Bồ Tát ở đâu xa không à. Không thấy Bồ Tát ngay cạnh cái nhà của mình đó, mà chúng ta sống chung với Bồ Tát mà không tìm ra cho họ cái nhân của Bồ Tát thì thiệt là thiệt hại cho mình chứ không ai khác hơn đâu. Cho nên mình đừng có đi tìm ở đâu xa hết trơn á. Mình đào xung quanh mình, đào nơi ông chồng của mình coi coi cái chất Bồ Tát của ông ở đâu, lấy cái chất đó ra xài. Đào nơi người vợ của mình coi coi ở trong đó có Bồ Tát của cổ ở đâu. Xung quanh ta đều có tất cả những cái đối tượng đó hết á. Hãy cố gắng móc cho ra cái yếu tố kia. Giống như thể là cái câu chuyện ông triệu phú nọ, ông ta có một tảng đá lớn ở nơi trước nhà của mình, và thế là ông ta muốn tạo một cái cảnh quan nơi có hòn đá núi mà nó chắn trước nhà đó. Thế là ông ta đi thuê một cái người tạc tượng. Người này tới nhìn thấy cái dinh thự đồ sộ của ông á, thì nghĩ được rằng cái hòn đá ở trước nhà đây á, bây giờ đây mình tạo một cái cô gái. Cô gái này có thể là rất là xinh xắn, hả? Đứng ở trước nhà như thế để tạo nên một cảnh quan rất đẹp. Ông ta thấy cũng bằng lòng lắm. Thế tiếp tục, ông ta muốn một người khác nữa, thì người này tới nhìn và biết rằng cái da ngơi của ông nó đồ sộ như thế này, thì thôi bây giờ tôi tạc cho ông một con sư tử. Thế thì con sư tử này để biểu hiện cái quyền quy, cái quý phái, cái sang trọng. Ông ta thấy cũng hợp lý. Thế là ông ta mời thêm một người nữa. Người này tới estimate và nhìn thấy căn nhà như thế này thì biết được rằng cần phải có cái phước báo lớn mới có được.
cho nên nói thôi bây giờ thôi tạ cái tượng Phật đi. Thế là ông này cũng nói là ồ cũng có lý. Thế thì xin thưa, cái hòn đá kia trong đó nó có cả cô gái hiền lành, nó có cả con cọp hung dữ và nó có cả ông Phật luôn. Vấn đề ở chỗ là tâm tư của người thợ tạc kia, họ đã nhìn cái hòn đá này, ở trong đó có cả cô gái, có cả con sư tử, có cả ông Phật, nhưng mà người ta chọn cái nào? À, thế thì trong tất cả các vị nhìn vợ của mình, đôi khi nó là con sư tử Hà Đông. Nhưng mà làm sao đó ta nhìn nó ra một cái con gì đó mà hiền như mèo chẳng hạn. À, rồi mình nhìn ngược trở lại cũng tương tự như thế, cái chất Phật nó vẫn có ở đó. Hãy lấy những cái yếu tố đó ra mà sử dụng. Đó. Ở trong kinh Phật dạy nó vừa cao siêu, nó đủ thứ loại hết trơn á. Và tùy theo căn cơ của mỗi người mà tiếp thu nó khác nhau. Vì thế mà chúng ta tiếp nhận một cái nền tảng giáo lý, hãy đem cái nền tảng giáo lý đó mà chia sẻ cùng với người khác để có được cái kiến giải nó đồng nhất với nhau. Chứ để không mình hiểu một cách này, người khác hiểu một cách khác nữa. Và rồi hai người không hiểu nhau cho nên mới phỉ báng nhau, cho nên mới có những cái hành xử khác biệt nhau. Lợi hòa đồng quân là lợi cùng chia. Lợi hòa đồng quân, có lợi thì cùng chia, được chưa? Hay là có lợi thì ta giấu mình, thường nó là có lợi là giấu mình phải không? Bây giờ biết cái này là ha, có lợi cùng chia nha không? Về tài lợi, vật lợi, về vật thực, đồ phải phân phối vân vân, tất cả mọi thứ cùng cho nhau thọ dùng, không được chiếm làm của riêng, không được dành để làm của riêng phần mình. Khi sống chung, nếu có người đem cho vật thực, y phục, mền chiếu, thuốc thang vân vân, tất cả sẽ đem phân phát cho một cách đều, không có giới hạn. Ở trong kinh Lương Hoàng Sám có những đoạn á, người Phật tử đem đồ tới cúng cho tăng chúng. Thế rồi có một có vài người khách tăng tới, nhưng mà rồi cái vị tri sự này không có đem cái đồ mà của người ta cúng dường nó phân phát cho đều, mà chỉ đợi khi nào cái vị khách tăng nó đi rồi mới đem cái vật thực đó mà phân phát cho tăng chúng ở trong chùa không thôi. Vì cái tâm như thế cho nên vị tri sự kia phải đọa lạc vào trong cái chốn ác nạn. Thế thì chúng ta biết được rằng mình giữ của là vì sự an lạc cho cái người ở phía trong tự viện của mình đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta hành xử không đúng á, thì cái nghiệp quả là mình phải gánh lấy. Cho nên chúng ta cũng như vậy đó. Mình đem đồ tới đây mình cúng dường cho thường trụ, nghĩa là cúng dường cho chúng ta khắp mười phương. Nếu mà ai tới đây thì được hưởng. Chứ không phải là chúng ta chỉ có tới xong rồi đấy, cái này á, con cúng dường thường trụ nhưng mà cô đừng có cho mấy thầy ăn nha, cô ăn mình thôi. Có không? Không có hả? Ok, rồi nhớ đó. Trong xã hội sở dĩ mà có cái sự xung đột dữ dội là bởi vì thiếu cái sự công minh, xíu cái sự phân chia, cái đồng đều mà thôi. Thế thì trong một cái tổ chức cũng y như vậy đó, phân chia làm sao đó cho đều. Có công á, thì phải thưởng cho đều. Thưởng mỗi người một cây viết, mà cô được hai cây viết là thấy khó chịu rồi đó. Cho nên thưởng một cây là một cây, mà hai cây là hai cây. Kẻ nào cũng phải đều đặn như thế. Giàu sang phú quý trong nhân gian như là hạt sương động trên cành hoa, công danh mộng ảo v.v. tất cả như là giọt nước của mặt biển. Sự chênh lệch nghèo, giàu cũng rất là nhiều. Cho nên chính vì yếu tố này mà xung đột lẫn nhau. Với tinh thần bình đẳng lợi tha từ bi cứu khổ, với một cái trí tuệ soi thấu rõ sự vô thường giả tạm của cuộc đời, cho nên Đức Phật dạy là có tài lợi thì nên tùy phận phân chia sớt cho nhau. Tuyệt để hơn đó là lợi hòa đồng quân, có lợi là cùng phải chia hết cho tất cả. Ở nhà cũng vậy ha, đừng có giấu mà ăn một mình, phải không? Để chia sẻ cho chồng cho con đấy. Tóm lại sáu cái yếu tố này: thứ nhất, hãy chung sống cùng với nhau một cách hòa hợp, chung lưng đấu cật với nhau, đùm bọc nhau, chứ không phải dùng võ lực để đàn áp nhau. Tức là thân hòa, thấy người ta làm việc nặng nhọc mình cũng phải gánh vác dùng cho người ta một chút,
mình ở đây mình thấy người ta bưng nhiều cái khay nước quá, mình ra mình phụ mình tay, thấy người ta đi chợ cực khổ mình ra mình sắp giùm cho ông bọc, đó cũng là thân hòa. Thấy chưa? Mình thấy ở đây mỗi ngày tụng kinh không có ai xếp bồ đoàn, không ai xếp tòa cụ gì hết, giờ mình tới mình trước mình làm, đó cũng là thân hòa. Chứ mình không có ngồi đó mình ngắm là hả? Bất đất tọa thị đại chúng lao vụ tị lại thâu an, có nghĩa là không được ngồi đó mà nhìn đại chúng người ta làm việc, mà mình chọn cái an phận thủ thường, không có lựa chọn cái yếu tố đó. Cho nên không thể nào sống ở trong chúng mà mình lại lựa chọn cái cung bậc là an phận thủ thường mà nhìn ngắm người ta làm việc như thế. Thì nhớ ha, cho nên thấy người ta làm việc mình cũng phải săn tay áo lên mình làm việc với người ta. Mình không giúp được công việc này thì mình giúp công việc việc khác. Mỗi người một phận để cho mọi người cùng nhau có sự làm việc. Tới giờ làm việc là cùng nhau làm việc. Tới giờ nghỉ là cùng nhau nghỉ. Tới giờ học là cùng nhau học. Tới giờ tụng kinh là cùng nhau tụng kinh. Tất cả đều như thế cho nên nó mới hòa hợp được. Thứ hai, nói năng với nhau một cách dịu dàng, hòa nhã. Nếu không có điều gì thắc mắc cần phải bàn cãi. Nếu có điều gì thắc mắc cần bàn cãi thì phải bàn cãi trong ôn hòa và lễ độ, không có để xích mích nhau. Thứ ba, ý nuôi dưỡng sự tốt đẹp cho nhau, trau dồi những đức hỷ xả, đừng bao giờ thù hiềm ganh tị nhau. Sống trong cái đạo tràng như thế này quý vị có còn thù hiềm ai không? Chắc không? Thiệt không? À, vậy là tốt nha. Nhớ ha, trong một cái đạo tràng như thế này, nó hiền hòa như thế này, chiếc áo lam như thế này, cùng tụng kinh, cùng niệm Phật, cùng ngồi thiền với nhau mà còn thù hiềm nhau nữa đó, thì làm sao mà có cái chỗ nào tốt cho các vị để các vị tu tập, hoặc là để các vị có thể chứng ngộ được. Không có chỗ đó, không có cửa. Thế giới cực lạc thì đâu đóng cửa hết đó nha. Cho nên nếu mà ở sống chung với nhau như thế này, hiền hòa như thế này đấy, mà mình không đủ tình thương dành cho nhau đó, thì không có cái chỗ nào để cho mình có thể an lạc hạnh phúc được hết. Chắc chắn như thế. Cho nên tại đây bây giờ xác định được cái yếu tố an lạc và hạnh phúc này cho nhau. Thứ tư, giữ đúng giới luật. Giới của mình giữ đó, lấy kỷ luật làm đầu. Vô kỷ luật thì không có một đoàn thể nào có thể tồn tại được nữa. Cho nên hãy giữ tất cả những cái nội quy, những cái chương trình tu học ở chùa. Chương trình nó làm sao, theo nó làm vậy. Tụng kinh kiểu nào, nghĩa thì nghĩa, âm thì âm. À, tất cả đều phải đi theo một quy tắc. Thứ năm, giải bày những sự hiểu biết của mình, cái kiến giải của mình cho người chung quanh. Phải thông hiểu lẫn nhau, có bổn phận phải chia sẻ để sắp tấn người ta, để kịp đi với mình. Chứ không có giữ một mình. Và phải chia sẻ trong sự ôn tồn, nhã nhặn, lịch sự, lễ phép. À, không có ý mạnh hiếp yếu. Ma mới hiếp ma cũ hiếp ma mới. Thứ sáu là hãy chia đồng đều cái lợi nhuận của mình, nếu mà có. Nếu ở đây toàn là đâu có ai có được sư cô trả lương đâu mà lợi với nhuận. Bởi vậy không, nghiệp có một cái là chúng ta có được chút phước, nhưng mà coi chừng là chút phước nó mong manh lắm. Cái này nói hơi nhiều phải không? Cho nên á, phải giữ nha. Chứ không á, là nó mất phước là tội nghiệp cái thân của mình đi làm lụng mà không có được cái gì mà chỉ có tội không thôi đó. Thế thì đó là 6 điều lục hòa chúng ta học ngày hôm nay. Quý vị có câu hỏi nào không? Thưa quý đại chúng, là tuần trước cũng vậy mà tuần này cũng vậy. Nói hoài à, nói từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2 nói 3 thời, rồi thứ 3 nói một thời, thứ hai một thời, thứ hai ba thời, thứ ba một thời, rồi hôm nay là thứ bảy chủ nhật, thứ bảy giảng, chủ nhật giảng ba thời, lát còn thời nữa đúng không? Yeah. Tiếp tục ngày thứ hai ba thời, tức là hai thời trên đài, một thời ở trong học viện, ngày thứ ba một thời nữa, đó thì quý vị thấy đó, rồi chưa kể là 5 phút một pháp mỗi ngày nữa, cho nên là nói riết là nó quen, không nói nó buồn. Ở trên căn bản là như vậy. Nếu không có câu hỏi nào thì chúng ta hồi hướng nghỉ ở đây. Cầu chúc tất cả quý vị thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, giới hòa và kiến hòa ha. Rồi A Di Đà Phật. Kính cảm ơn tất cả quý vị. Mời chúng
mà đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.